Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 22 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, tình hình mưa, bão, lũ lụt ở Trung Quốc hiện vẫn đang hết sức nghiêm trọng. Không chỉ bão tố mịt mờ đang ẩm ẩm đổ vào phía Trung Quốc, mà vào rạng sáng ngày hôm nay 22 tháng 7 tại phía tây của thủ đô Bắc Kinh lại xuất hiện thêm một trận động đất mạnh với cường độ 8,5 độ Richter, làm rung chuyển toàn bộ quảng trường Thiên An Môn và cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình. Trận động đất trên đã ngay lập tức biến những dòng nước lũ ở các sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Mekong đồng loạt biến thành một trận động đất khủng khiếp, cao tới 4 mét, có lúc dữ dội, cột sóng của sóng thần vút lên cao tới 7 mét, nhấn chìm một căn cứ quân sự tại tỉnh An Huy và Quảng Đông. Nó phá hủy một sân bay, một bến cảng ở thành phố Thượng Hải. Ngoài ra, dòng nước lũ nó còn cuốn trôi 3.268 căn nhà, 1.779 xe hơi đã bị cuốn trôi, 10.000 hecta đất hoa màu bị tàn phá, hàng triệu người dân của Trung Quốc tiếp tục phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Người dân Trung Quốc đại lục bây giờ được cho là thiếu thốn đủ đường, từ lương thực đến thuốc men đến gói mì tôm cũng phải chia nhau ra ăn. Hiện có khoảng 800.000 người dân không chịu được cảnh mưa lũ, đành phải khăn gói quả mướp, vượt biên sang các nước láng giềng. Nhưng hiện tại, tất cả các nước láng giềng đã đóng cửa biên giới. Họ không làm cách nào được, đành phải trèo lên những đỉnh núi cao để tránh lũ và lợi dụng tình hình bão tố phong ba. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng kêu gọi tất cả các nước, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Myanmar, Singapore, Philippines, Indonesia và cả Lào, cũng như Campuchia ủng hộ lương thực, thuốc men và tiền cho người dân của Trung Quốc đang gặp lũ lụt. Được biết, trong bài phát biểu kêu gọi các nước ủng hộ lương thực, thuốc men, tiền cho Trung Quốc, ông Tập đã nói rằng, nếu nước nào ủng hộ Trung Quốc nhiều trong giai đoạn này, thì giai đoạn sau Trung Quốc sẽ hỗ trợ các nước đó hết mình về lương thực, thuốc men và phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết không nên tin vào phía Trung Quốc hứa, bởi vì phía Trung Quốc thường nói một đằng mà làm một nẻo. Bằng chứng rõ rệt nhất đó là việc chính quyền ông Tập Cận Bình nói rằng sẽ cam kết không gây gổ và gây hấn ở ngoài Biển Đông. Nhưng trên thực tế, Hải quân của Trung Quốc đang điều tàu chiến, máy bay ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật, thị uy sức mạnh cũng như là dương oai với các nước trong khu vực, đồng thời thách thức thế giới bất chấp luật pháp quốc tế. Thế nhưng, trong bài phát biểu thì ông Tập Cận Bình đã ngon ngọt nói rằng tất cả các hàng viện trợ Trung Quốc đều phân phát cho những người dân Trung Hoa đang bị cảnh nước mất nhà tan vì bão tố và lũ lụt hoành hành tại Trung Quốc. Được biết, đây là lần thứ ba ông Tập Cận Bình lên tiếng kêu gọi các nước ủng hộ cho người dân của Trung Quốc. Nhưng hiện tại, chỉ có duy nhất Campuchia ủng hộ Trung Quốc. Nhưng số tiền đó, ông Tập Cận Bình đã chặn mất và tiêu xài, đồng thời đầu tư vào quân sự, nhất là đầu tư và đóng mới một con tàu chiến để đem ra ngoài Biển Đông gây hấn. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không hề đem số tiền đó để phân phát cho người dân bị lũ lụt. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà trên thế giới đến thời điểm hiện tại không có một nước nào ra tay ủng hộ Trung Quốc ngoài chính quyền Thủ tướng Hun Sen của Campuchia. Thế giới nói rằng họ rất thương người dân của Trung Quốc bởi vì 69 ngày đêm vừa qua, đất nước này liên tục phải gánh hậu quả của mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời trừng phạt. Tuy nhiên, họ không mấy tin tưởng vào người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà các nước bảo nhau nhất định không chuyển tiền ủng hộ Trung Quốc nữa. Trên thế giới, chỉ có một nước duy nhất chuyển 2.000 tấn gạo, 3.000 tấn mì tôm và 6.000 đô la cho phía Trung Quốc. Đó chính là Campuchia, ông Hun Sen, bởi vì Thủ tướng Hun Sen được cho là rất thân với ông Tập Cận Bình. Chính vì lẽ đó mà người Trung Quốc đang ở đất Campuchia rất đông. Campuchia còn có cả một khu đô thị chỉ dành cho người Trung Quốc đại lục. Mục đích của ông Hun Sen là muốn bắt tay cấu kết với cả Trung Quốc để phản lại các nước trong khu vực Đông Nam Á. Mục đích của Campuchia là lên làm bá chủ ở khu vực này. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là quá phũ phàng khi vào đêm ngày hôm qua 21 tháng 7 lúc 23 giờ đêm địa phương. Tờ báo nổi tiếng của Hoa Kỳ mang tên CNN đã đưa một cái tin được cho là quá bức xúc khi mưa bão đang ùn ùn đổ ập vào phía Trung Quốc. Nhưng người đứng đầu chính phủ của Bắc Kinh, ông Tập lại đang điều tàu chiến, máy bay đem rất nhiều bom và tên lửa sát quần đảo Hoàng Sa để thực hiện bắn đạn thật, thị uy sức mạnh cũng như thách thức thế giới. Tờ báo của Mỹ cho biết Trung Quốc lại ngang ngược điều ít nhất 4 tiêm kích và tàu chiến tiến ra sát quần đảo Hoàng Sa ở ngoài khơi Biển Đông.
Các hình ảnh vệ tinh cũng như là đoạn video clip của tờ báo Mỹ cho thấy có ít nhất 4 tiêm kích của Trung Quốc xuất hiện quanh quần đảo Phú Lâm, bãi đá Subi và bãi đá Vành Khăn, không lâu sau khi chính phủ Mỹ ra tuyên bố chính thức bác bỏ hầu hết các yêu sách vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời nói rằng nếu như Trung Quốc mà gây hấn với các nước lân cận thì Mỹ sẽ ra tay trừng trị Bắc Kinh để trả lại bình yên cho Biển Đông cũng như cho thế giới. Nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới, đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt, phản đối phía Trung Quốc khi đem tàu chiến và máy bay tiến ra ngoài Biển Đông để dương oai và thách thức các nước trong khu vực. Các nước nói rằng nếu như Trung Quốc động vào các nước láng giềng xung quanh Trung Quốc, thì một số nước trong khu vực như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức sẽ bắt tay nhau trừng trị Trung Quốc để trả lại bình yên cho Biển Đông trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới Biển Đông. Thì hôm 21 tháng 7, hãng tin CNN của Mỹ cho biết ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã điện đàm trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin và tất cả các cuộc điện đàm ngày 21 tháng 7 dài tới 2 tiếng đều liên quan tới tình hình Biển Đông. Cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hành động đơn phương vô lý của Trung Quốc. Trong cuộc điện đàm, thì có một thông tin được tiết lộ rằng nếu như trong thời gian tới mà Trung Quốc còn đi gây hấn ở Biển Đông, thì Hoa Kỳ sẽ ra tay trừng trị phía Trung Quốc. Đây là cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin và người đồng cấp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa kể từ hồi tháng 3 đến bây giờ. Được biết thì cuộc điện đàm trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ, Trung Quốc và một số nước trên thế giới ở mức thấp nhất trong hàng chục năm vừa qua và liên quan tới nhiều vấn đề như nguồn gốc con virus corona và những yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như là luật an ninh mạng ở Hồng Kông mà Trung Quốc áp đặt. Nhân tiện cuộc điện đàm thì Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken cũng như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tố cáo Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Chính quyền ông Tập Cận Bình đã triển khai hàng loạt những hành động ngông cuồng trên khắp Biển Đông như điều tàu chiến áp sát những chiến hạm của Mỹ, ngoài ra còn gây hấn trên Biển Đông bằng cách điều con tàu hải cảnh và con tàu điện chất Hải Dương 9 đi vào vùng đặc quyền kinh tế của một số nước láng giềng, bám đuôi theo rất nhiều giàn khoan của tập đoàn ExxonMobil của Mỹ, cho tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá ngư dân, tập trận trái phép quanh quần đảo Hoàng Sa. Đây là những hành động được cho là gây rất nhiều những cái mối quan ngại cho các nước trong khu vực và gây mất an toàn cho các tuyến hàng hải ở Biển Đông. Đề nghị Trung Quốc ngừng ngay những hành động trên. Nếu không, Mỹ và các nước sẽ kết hợp ra tay trừng trị Trung Quốc để cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Bộ trưởng Mỹ, ông Lloyd Austin hồi tháng trước cũng đã đăng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken, trong đó bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò cũng như các yêu sách cực kỳ vô lý của chính quyền ông Tập Cận Bình đối với những nguồn tài nguyên dầu khí trên Biển Đông. Mỹ cũng tố cáo Trung Quốc điều giàn khoan ra khai thác dầu khí trái phép, bất chấp luật pháp quốc tế. Hãng CNN của Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đang điều chỉnh lập trường đối với các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông để phù hợp với những nội dung trong phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016, khi Tòa trọng tài đã bác bỏ toàn bộ các yêu sách của Trung Quốc. Các nước láng giềng của Trung Quốc liên tục đề nghị Trung Quốc dừng các hoạt động khai thác trái phép, làm phức tạp thêm tình hình, đe dọa hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Quân đội của Trung Quốc gần đây đã nhiều lần tổ chức diễn tập bắn đạn thật quanh quần đảo của Đài Loan với các khí tài hiện đại bậc nhất của Bắc Kinh, đồng thời tiến hành hàng loạt các chuyến bay áp sát buộc lực lượng phòng vệ Đài Loan phải điều thêm tiêm kích để ngăn chặn. Mỹ cũng đã liên tục triển khai các chiến đấu cơ và tàu sân bay quanh quần đảo Hoàng Sa để ngăn chặn những hành động bành trướng của phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, trước tình hình Biển Đông đang hết sức dậy sóng bởi phía Trung Quốc liên tục có những hành động được cho là trái với cả luân thường đạo lý. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản, ông Kishinobu, đã cảnh báo Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá được cho là cực đắt nếu như tiếp tục thay đổi hiện trạng trên Biển Đông bằng vũ lực. Ông Kishinobu nhấn mạnh rằng bất kỳ ai có ý định thay đổi hiện trạng bằng vũ lực đều phải trả giá đắt. Nỗ lực của Bắc Kinh nhằm quân sự hóa các bãi đá ngầm trên khắp Biển Đông là không tôn trọng các nước trong khu vực, nhất là tôn trọng khối ASEAN. Bởi vì phía Trung Quốc đã ký một hiệp ước COC với ASEAN là không bành trướng và gây xáo trộn vào Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc lại đang làm điều ngược lại. Và tất cả các nước đang rất quan ngại đối với cả những hành động ngông cuồng của Bắc Kinh.
Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!